Vâng, hai bố con em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Chúc các bác luôn luôn sức khỏe nhé, thành công. Lai Châu thì rất là lạnh các bác ạ, buổi tối thì 8 độ thôi. Đấy. Và hôm nay phiên bán hàng của hôm nay thì em có cái một trong những mặt bông rất là đẹp. Mặc dù nó là chậu nhỏ nhưng mà mặt bông xứng đáng cho các bác sưu tầm. Các bác nhìn đây, cây thì bé nhưng mà bông thì to, tím đẹp luôn, chất lượng. Đấy, hàng dành cho các bác thuần làm giống nhé. Chậu thì em dớn và đã cho phân chùn quế và phân rơi ở đây rồi. Các bác về cho thêm một ít phân tan chậm vào nữa là ok, cứ thế treo lên thôi. Dùng cái móc này em để sạp nên là dùng cái móc này, hoặc là các bác cứ thế treo lên được, buộc cái dây thép đấy treo lên được. Đây là hàng giống các bác nhé, chậu nhỏ. Vâng, nhưng mà nói thật với bác ở đây này, giống như mà cái dòng này là đóng Dendro Mini nên là cây nó nhỏ nhưng nó cứng cây, nó già cây, nó vẫn cứ có hoa đầy hết. Những cái này là hoa Tết này, những cái này nở trước này. Các bác có rất nhiều những cái loại, đây là những cái chậu mà nở hoa để em trưng bày cho các bác thôi. Còn những cái chậu mà nó đang nụ, nó đang nụ như này rất nhiều các bác. Đây, thân nó rất sai nụ các bác, sân cực kỳ sai nụ luôn. Và những em nay em có con đếm cho con có bao nhiêu chậu này đấy. Con đếm cho bố này. Mấy cái chậu không có hoa đấy ạ bố? Chậu không có hoa chứ chắc của bác, các bác ở Hà Nội này thì các bác cứ về chơi luôn được. Đây, nở này thì để trong nhà chơi thôi. Đấy, con đếm được tất cả có bao nhiêu chậu. Đấy, 12 đúng không? Đếm tất cơ mà. Tất cả luôn hả bố? Tất cả chỗ này bao chậu? Tất cả chỗ này là... Đây. Đấy, mặt bông rất đẹp và những chậu như thế này em bán hàng giống 17 với giá là 190.000 một chậu các bác nhé. Đấy, có 17 chậu các bác ạ. Đây, em sẽ đây các bác này, đang nụ hết nhé các bác nhé. Đây, đang nụ hết các bác này. Đấy, các bác nhìn nụ chưa? Cái này là chuẩn hoa Tết rồi. Những cái cây này là chuẩn hoa Tết rồi, 100% chuẩn hoa Tết luôn rồi. Không phải nghĩ gì nữa. Đây các bác nhìn. Đấy. Và chuẩn hoa Tết. Bác cứ dịch lên một chút. Đấy. Vâng. Và 190.000 một chậu nha các bác nhá. Bác hai chậu là thành một chậu to. Ok. Đấy. Chậu 190.000, em sẽ giới thiệu từng chậu đây. Cái chậu này đây các bác. Nụ tím đây này, còn vẫn còn rất nhiều bông hoa nha các bác nhá. Đấy, vậy mầm gốc đang lên này. Đấy, các bác xem. Đấy, nụ tím cực đẹp luôn. Một bông em thấy là bông này, bông này rất đẹp. Bông này rất đẹp các bác. 190.000 một chậu. Và có 17 chậu. 17 chậu này, 190.000 một chậu các bác nhé. Chậu tiếp theo này. Đây, chậu này thì bác nào mà ở Hà Nội hoặc là gần như là Quảng Ninh gửi một nhát về là có hoa đặt để ở bàn luôn. Nụ tím chưa? Nhìn nó, cái nụ nó lên rất bé nhưng mà cái cây rất bé nhưng mà khi nụ hoa nó lại rất là to các bác ạ. Đấy. Các bác nhìn nhá, đây nhá, chậu thực tế như thế này nhá, chậu nhỏ, chậu giống nhá, em nói trước. Không về các bác hỏi tại sao nhỏ xíu như thế này. Đấy là em nói thực sự là như thế, cây cối có nào. Ủa rồi trên rồi vừa cái bùng nào này, cái ngọn này nó bị ấy vừa rồi. Nhấc từ trên kia xuống cái ngọn này nó bị vào cái dây này. Vâng, đây các bác nhìn nụ tím chưa, to chưa. Lúc bình thường thì đây này, các bác này, bình thường đây, cái nụ ra rất là mảnh khảnh như thế này. Nhưng mà khi lên nó to này. Về dưới xuôi thì nó nắng nóng hơn ở trên này. Đấy, cái nụ to này. Như chậu này là các bác ở Hà Nội này hay là Quảng Ninh gửi nhanh là ok, là có hoa chơi luôn. Đấy, những cái nụ to này mà có mấy nụ to, 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu. Còn lại 3 chậu thì hoa nó nở rồi cơ. 3 chậu nụ to và 3 chậu hoa nở rồi cơ. Thế thì đi. Đây này. 3 chậu này hoa nở rồi, nó mang vào trong nhà chơi. Đấy, còn 3 chậu nụ to. Còn lại những chậu nụ nhỏ là hoa Tết. Tuy nhiên những cái chậu nụ nở rồi như này nhá, nó vẫn còn cái thân, vẫn còn có hoa để chơi Tết các bạn. Chuẩn hoa Tết cho các bác. Vẫn còn lại những thân mà đang nụ nhỏ để đến chờ Tết đây. Nhìn như này, các bác nhìn này.
Đấy, vẫn còn những thân này hoa rất là đẹp, nhỏ xinh, hoa đẹp. 190.000 một chậu. Các bác ạ. Đây, giới thiệu cho các bác. Và hôm nay em chỉ có cái đen rô này thôi nhá. Bởi vì chiều tối rồi, không kịp soạn đơn nữa. Đấy, đây các bác nhìn đây. Như cái chậu này có 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3 thân hoa. Đấy, các bác mua cứ lựa chọn nhá. Đấy, các bác mua cứ lựa chọn. Rất là đẹp, rất là xinh. Giới thiệu từng chậu cho các bác. Đây các bác. Đây nụ đây. Như chậu này nó có 2 nụ này. Đấy, mầm gốc đang lên nhá, mầm gốc đang lên nhá các bác nhá. Các bác về phân bón đầy đủ rồi, các bác chỉ việc cho sân tan chậm vào đây cho em thôi là ok rồi. Phân chùn quế và phân rơi, em cho một ít phân rơi, phân chùn quế vào đây rồi. Và thuần vào cái giớn vụn này. Đấy, dần vào giớn vụn nhá các bác nhá. Giớn vụn thì tốt. Dòng đen rô rất hợp giớn vụn và vỏ thông vụn các bác ạ. Đấy, các bác cứ kinh nghiệm trồng, em trồng đen rô này cứ giớn vụn với vỏ thông vụn em trồng. Đấy, đây những cái chậu như thế này. Có 2 nụ. Đây. Ô, con gì nó ăn mất mấy cái... À đâu? Con gì nó ăn mất cái nụ này. Đây, còn lại các nụ đây các bác nhìn. Nó cứ to dần lên. Tím còn hơn như cây kèn luôn. Các bác ơi. Tím như cây kèn Lai Châu luôn. Đấy, mà cái này nó gọi là đen rô cầu vồng, tím cầu vồng các bác ạ. Đây. Cái họng của nó đây các bác. Đẹp không? Tím cầu vồng các bác nhá. Đấy, tím cầu vồng, đen rô tím cầu vồng. Đấy. 190.000 một chậu của bà có. Tổng 19 chậu nhưng mà 2 chậu nở hoa to mất rồi. Các bác nào lấy giống thì em vẫn gửi nhá. Em để mang vào nhà chơi. Đây các bác. Cái sản phẩm này thì các bác nhìn sướng không? Đấy. Cùng một loạt luôn. Chậu này dễ. Chậu này thì nó lại nhiều kỳ, cái này cắt xuống sang chậu khác được. Đấy, cắt cái cây này xuống là một còn rất nhiều hoa luôn chậu này. Đấy. Có nhiều kỳ cái này sang giống được luôn. Sang chậu luôn. Đấy, và rất nhiều hoa luôn. Chậu này có 2 nụ. Chậu này à? Chậu này cũng rất nhiều nụ đây này. Đây có một cái kỳ đây, 1 thân hoa, 2 thân hoa. 190.000. Một cái dòng đen rô các bác thấy hơi là lạ đấy. Cầu vòng gọi là tím cầu vòng. Đấy, gần như là em thấy là cái loại tím thì nhiều rồi. Nhưng cái loại mini, cái này gọi là đen rô mini, mặt bông đẹp như thế này là chưa có đâu. Đấy. Các bác nhìn đẹp không? Quay xa các bác xem đẹp không? Đấy. Lạnh mà nở như này là quá đẹp rồi, nắng lên là đẹp. Ý cầm mấy cái chậu này vào cho để trong bàn đúng nhá. Đây. Các bác này. Rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Hôm nay thì chỉ kịp quay Genro thôi, chưa kịp lên cái đơn nào cả. Đấy, vẫn quay lên từng chậu cho các bác này. Đấy. Rất đẹp luôn. Đây, thân hoa đây. Đấy, vào cái chậu F. Chậu này F12. Thuần dớn nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy. 190.000 một chậu. Đen rô cầu vồng, tím cầu vồng. Các bác này. Và các bác có nhiều bác hỏi có phí ship chưa, thì cái này chưa có phí ship nhá. Bởi vì 190.000 một chậu thì chưa có phí ship đâu các bác ạ. Nói thật với các bác như thế. Em cứ nói thật. Bác nào ưng thì lấy. Rất đẹp. Dòng đen rô bác nào chưa có thì sở hữu, mà bác nào em nghĩ chắc là thị trường cũng có rồi chứ nhỉ, đúng không nhỉ? Nhiều bác có rồi, mặt bông này rất đẹp đây. Đấy. 19 chậu tất cả. Chỉ có mỗi 19 chậu thôi. Đây. 190.000. Đấy, 19 chậu các bác ạ. Đây, một lần nữa cho các bác ngắm bông nhá. Rồi, một cái bông đỏ này và một cái nụ nó đỏ như thế này các bác ạ. Đẹp hơn cả kèn luôn này. Ôi, hiếm mà bông nó rất là đẹp, bay luôn luôn mà môi nó rất đẹp. Phải nói là cái bông này rất đẹp ấy. Này. Các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn sướng không? Nắng lên có hương thơm dịu ấy. Nắng lên có hương thơm dịu các bác ạ. Đấy, tím đỏ như ớt luôn.
Hôm nay em có những một số cái sản phẩm như vậy. Mỗi một sản phẩm thôi, mỗi cái đen rô cầu vòng thôi, tím cầu vòng thôi. Rất mong các bác ủng hộ nhá. Xin chào tạm biệt các bác, rất mong các bác ủng hộ. Số điện thoại em để trên tiêu đề, mặt hoa chuẩn, mặt ông, mặt hoa. Đấy. Chào tạm biệt các bác. Chào các bác.